Em họ em nó đến chơi, nó đang đi rửa tay đấy. Ôi giời, làm gì có em họ nào. Em cứ... Anh... Kìa anh... Bỏ ra đi. Ôi... Ấy. Đừng mà... Kìa... Ngoan... Em ra đi. Chờ anh... Chờ anh, em sẽ bỏ hết. Hàng này, anh mua anh đóng này. Cả trong công việc nữa. Bỏ ra... Ngoan nào... Chờ anh... Đây là anh Bình, đơn vị trưởng của chị. Còn đây là Quyên, em họ em. À, chào em gái. Quyên à. Quyên, nghe chị nói đã. Không phải như thế đâu. Không phải như em nhìn thấy đâu. Ở bên này ý, muốn có hàng gửi về là người ta phải quan hệ với đàn ông đúng không chị Hoa? Hay là ở bên này ý, người ta tự do đến nỗi bạn bè có thể ôm hôn nhau được? Em đang không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Chị giải thích với em đi chị Hoa. Không, không phải như thế đâu. Chị trả lời đi. Chị trả lời em đi chứ chị Hoa. Trả lời đi. Em đang không hiểu đây là mối quan hệ gì hết. Có bao giờ chị nhớ tới anh Đoàn ở nhà không? Anh ấy luôn luôn nhớ chị, luôn một lòng một dạ chờ đợi chị. Một mình nuôi con, một mình trèo trống. Vậy mà tại sao chị lại đối xử với anh ấy như thế à chị Hoa? Chị là chị họ em. Em đã từng rất tự hào về chị. Nhưng mà ngày hôm nay em thấy xấu hổ lắm. Em thấy xấu hổ vô cùng. Tại sao em lại có một người chị họ như chị cơ chứ? Em đã bằng mọi cách để được sang đây, để được ở gần mọi người. Nhưng mà tại sao mọi người, tất cả mọi người lại đối xử với em như thế? Em thấy hối hận lắm. Tại sao mọi người lại đối xử với em như thế? Quyên ơi, không phải như thế đâu. Chị có nỗi khổ mà em không hiểu được đâu. Đi, đi lên phòng, chị sẽ kể hết cho em nghe. Được rồi, để em xem chị giải thích với em như thế nào.